Xin chào anh em, mình là Hợp và đã lâu lắm rồi, mấy tháng nay thì mình mới về thêm được một chiếc Rolex. Do tình hình hiện tại thì Rolex đã quá là overpriced, tức là nó đã bị làm giá trên thị trường thế giới rất là nhiều. Và bây giờ các sản phẩm Rolex thì nó sẽ đắt hơn so với những cái video mà mình quay trước đây khá là nhiều, ít nhất là khoảng 2.000 đô đến 4.000 đô tùy từng mẫu. Cho nên là đợt này mình kiếm được một chiếc Rolex Datejust như chiếc này mình đang có đây thì lại có một cái mức giá rất là tốt. Chiếc này là một chiếc đặc biệt và với mức giá hiện tại mình bán là 10.990 đô. Thì thực sự là một sản phẩm Rolex mới Datejust hiện tại có giá 10.990 đô thì mình nghĩ là giá nó rất tốt rồi. Chiếc này thì là một chiếc new 100% chưa sử dụng, chưa cắt mắt và nó sẽ có mã là 116234 với cái serial number và cái date mua là 28/8/2020. Đây là một cái sản phẩm mà được các đại lý bên kia người ta ôm hàng và bây giờ người ta bán lại đó. Thì với cái chính sách bảo hành 5 năm toàn cầu của Rolex thì chúng ta sẽ có bảo hành cho đến 2025 các bạn nhé, còn rất là dài. Ngoài ra thì các bạn mua bên mình thì sẽ bảo hành từ ngày mua đó. Chiếc này là một chiếc Rolex Datejust 116234 và nó sẽ có mặt là mặt wavy. Mặt wavy ở đây thì tức là mặt nó sẽ làm design theo dạng lượn sóng. Trước đây thì ICS cũng đã lên tay một chiếc 116234 wavy rồi. Tuy nhiên phiên bản đó là phiên bản có niềng kim cương. Và phiên bản này của mình thì nó sẽ là phiên bản niềng thường đó, không có niềng kim cương. Và nếu như anh em có nhu cầu độ lên niềng kim cương chiếc này thì mình nghĩ nó sẽ rất là đẹp và nó sẽ rất là hợp với cái số cọc số 69 của chúng ta. Với cái mặt đầu wavy thì chúng ta sẽ có một cái màu, đó là màu brown, màu nâu. Và màu nâu với cái những cái dòng chữ Rolex này và những cái lượn sóng này được vẽ với cái màu đồng thì nó rất là hợp với nhau. Hai cái màu này nó phối hợp với nhau thì thực sự rất là tuyệt vời. Chiếc này thì nó là sự kết hợp giữa cọc số Arabic và cọc số Index. Thì chúng ta sẽ có tại vị trí 6 giờ và 9 giờ là hai cọc số Arabic. Và hai cọc số này của chúng ta thì được đính kim cương. Các bạn có thể thấy là kim cương được đính dày đặc trên hai con số 69 này luôn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có 8 cái cọc index đó. Tại vị trí 3 giờ của chúng ta thì là ô lịch ngày, ô lịch ngày thì coi như là một cái phần Arabic luôn. Còn tại vị trí góc 12 giờ của chúng ta thì sẽ là logo Rolex, vương miện của Rolex như thường lệ. Niềng của trong là niềng chạy chữ và chúng ta có serial number thì được khắc ở phía trong niềng này. Kính là kính sapphire với cái loop cyclops ở góc 3 giờ để chúng ta có thể xem ô lịch. Với một chiếc 116234 thì toàn thân được làm bằng thép khung gỉ 904 và có niềng benzen của chúng ta thì được làm bằng vàng trắng. Và với cái vàng trắng này 18K AU750 thì các bạn thấy là với cái niềng flute benzen hay chúng ta còn gọi là niềng băm này thì với cái niềng này nó sẽ có cái độ bắt sáng cực kỳ tốt. Đây là một chiếc mới 100% sử dụng máy 3135 của Rolex với 48 giờ tích cót, 31 chân kính và 28.800 tần số dao động các bạn nhé. Độ chính xác thì gọi là superlative chronometer rồi, cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm với chiếc Rolex này. Một ngày nếu chỉ sai lệch khoảng 1 giây thôi. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có núm chính với cái triple lock của chúng ta. Thì núm này là một cái núm chống nước rất là tốt của Rolex. Và đáy sau của chúng ta thì vẫn còn nguyên siêu ni lông. Đó, đây là một chiếc mới 100% chưa sử dụng các bạn ạ. Sợi dây đi kèm là sợi dây Jubilee và nó là khóa Jubilee luôn. Như các bạn thấy rất là đẹp với logo của Rolex ở đây. Chiếc này bên mình đang giao lưu với giá là 10.990 đô, mới 100% kèm chế độ bảo hành 5 năm và ship VIP. Nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Rolex Brown Wavy này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.